Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng Hôm nay tôi nói về đề tài của mặt trận dân tộc tự quyết thành lập cái gọi là chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa Hậu Cộng sản để bầu cái gọi là ông giáo sư Trần Thanh Đạt Thưa quý vị, tôi không muốn nói chuyện về cái đề tài này Những cái người mà trong cái cái ảo vọng của họ Gây ra rất là nhiều cái phường trèo, trò hề Họ mang cái chuyện gọi là đất nước và dân tộc ra làm chuyện diễu trong cuộc sống của họ Như tôi đã từng lên tiếng cái gọi là chính phủ Chính phủ Việt Nam tự do của Nguyễn Hữu Chánh rồi cái gọi là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam của Đào Thuộc Quần. Rồi còn cái gọi là chính phủ pháp định của bây giờ là Lê Trọng Quát. Nhiều lắm, cứ linh tinh hết nhóm này sang nhóm nọ. Nó mọc ra như là gai mọc trong cái mùa, mùa mưa vậy đó. thì có những người bạn có nói với tôi là chứ tại sao tôi phải mất thời giờ để nói với cái đám gọi là hoang tưởng như vậy hoài để rồi gây thù chuốc oán vô lý như vậy nhưng đã nói thì cũng phải nói cho sự công bằng và nhất là đó không nói cho những người mà có lòng hoặc là những người trẻ đó để họ nhìn ra được cái bản chất của cái nhóm các nhóm này Lỡ mà đi lạc vô xa vô trận thế thì tội nghiệp Nên cũng phải nói Nói để cảnh báo những ai đã chưa rành về chính trị đó Thì họ Khi họ biết rằng là đây không phải là những người đàng hoàng Đây không phải là những người đàng hoàng Trong cái được gọi là lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trần Thanh Đằng của Chính phủ Việt Nam cộng Hòa hậu Cộng sản Thì quý vị thấy rằng là họ giới thiệu ở chung quanh á May ra tôi đếm khoảng chừng có mười, mười mấy người à Chắc có lẽ là gia đình anh em bà con họ hàng hay là trong giáo xứ trong họ đạo hay như thế nào đó Kéo nhau được tới mười mấy người Rồi người này lên đó là đề cử rồi bầu rồi nói rằng là tôi là được gia đình của tôi nè bà a ông b được rồi cháu c rồi gì đó là gom lại nhưng mà nếu đọc hết tất cả cái đó lại là cũng giỏi lắm được bao nhiêu khoảng chừng có một trăm người là cùng đi cả cái danh sách không có mặt đó nó là bầu ông trần thanh Đặng làm tổng thống rồi có người lại lên đó là nói rằng là chứ ồ đại diện cho 94 triệu dân Việt Nam không biết ông ấy ông lấy quyền đâu mà ông đại diện 94 94 triệu dân Việt Nam 94 triệu dân Việt Nam mà nghe cái này là đập vỡ mặt á ăn nói hồ đồ như vậy rồi giới thiệu ông Trần Thanh Đằng là một giáo sư tiến sĩ gì đó ở một đại học ở California hình như là họ bắt dây thì phải nếu mà mình giới thiệu một cái chức vụ tổng thống như vậy á, là phải nói rất rõ ràng là ông ra tiến sĩ năm nào Ông dạy đại học nào ở California chứ không phải là tiểu bang California là đó cũng là một cái thứ bịp rồi không? Ra trường năm nào ở đâu dạy ở đâu phải nói rõ ràng chứ không tự nhiên cái phong cho cái chức giáo sư tiến sĩ bệnh dễ sợ luôn. Xong rồi nó là đại học California, đại học California là đại học nào? Rất là bệnh thưa quý vị. Xong rồi nói những cái câu đề cao là chỉ có ông Trần Trần Thanh Đằng là mới có đủ uy tín này nọ rồi liên lạc với các chức vụ cao cấp ở ngoại quốc với các cường quốc để rồi cứu dân, cứu nước, cứu cả cả trăm triệu dân Việt Nam rồi là thâu hồi chủ quyền lãnh thổ từ Bắc tới Nam, từ Ải Nam Quang đến Mũi Cà Mau nghe rất là bệnh Tôi thú thiệt với quý vị, tôi sinh hoạt ở hải ngoại Gọi là chính trị từ năm 1985 tới bây giờ đi, đó là là lại là, là cũng 35 năm, tôi chưa bao giờ nghe cái tên gọi là Trần Thanh Đằng, tôi cũng chưa bao giờ nghe tên Trần Thanh Đằng, không biết ông xuất xứ làm cái gì ở đâu và bao nhiêu tuổi tự nhiên có ông Trần Thanh Đằng nào đó cùng với cái gì đó họ hàng anh em bà con hay là hàng xóm hay xóm đạo gì đó rồi đi ra, Cứ, tuyên thệ cái gì đó được đưa clip lên trên video trên youtube youtube kỳ này thì cũng có những cái lợi nhưng mà cũng có những cái hại có những người thấy được cái này là có cái cơ hội ôi tôi sẽ là tổng thống tôi sẽ là phó tổng thống tôi sẽ là phu nhân của ông tổng thống tôi sẽ là bộ trưởng tôi là chủ tịch ủy ban quân ủy của cái tổng của cái, cái nhà nước này làm như nhà nước là một cái trò hề họ không có hiểu cái chữ gọi là chính phủ là cái gì hết chính phủ là phải có đất có dân đất của mấy ông đó có ở đâu dân của mấy ông đó là ở đâu phải có phải nắm được cái thực thể được các quốc gia khác công nhận mấy ông không có cái quốc gia nào công nhận hay là chỉ có vài ba người một cái nhúng người nào đó rồi quay quần lại rồi nói đó là bầu ông làm tổng thống Bây giờ ông lên ông nhận chức tổng thống thưa quý vị đây là mắc cười lắm Làm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ đàng hoàng ha À vậy thì đây cũng chỉ là một cái gì đó nằm ở trong cái nước Mỹ hả Chỉ có nước Mỹ thôi hả Làm nếu mà gọi là cuộc cho cái chị vấn đề của đất nước Thì đâu có phải rằng của nước Mỹ Tại sao lại sắp cái quốc ca quốc kỳ của Mỹ vào trong này Đúng là mấy cái người đầu óc rất là bệnh hoạn thưa quý vị rồi trao cái cờ cờ vàng ba sọc đỏ xong rồi ông lên cái ông mới để tay lên trên thánh kinh ông tuyên thệ rồi ông bắt chước cái kiểu mà của mỹ để tay lên thánh kinh tuyên thệ nhưng mà rồi là tuyên thệ rồi tôi tuyên thệ là rồi là nhân danh thiên chúa ban ngô nhân danh cha và con và thánh thần nữa tức là ông đứng hẳn về ông coi rằng là cái chuyện của đất nước là cái chuyện của của cái xóm đạo của ông Việt Nam có bao nhiêu người dân công giáo? chỉ có 8% công giáo Còn lại là đa số là những người theo đạo ông bà và Phật giáo Thế ông đại diện cho 800, 8% công giáo đó Giám mục nào, hồng y nào mà đồng ý cho ông đi ra Tuyên xưng cái gọi là nhân dân cha và con và thánh thần đó để ông đi ông nhận chức Mà ông làm được Không hiểu gì một chút gì về chính trị Cũng không hiểu gì một chút về đấu tranh nữa. Thế mà cứ ra ra mặc áo thuận vãi nhau huynh hoang rồi tặng vòng hoa cho nhau Đây là một cái trò diễu Họ coi cái chuyện đấu tranh Chuyện của đất nước Chuyện gì đó là một cái trò Trò hề Họ coi đó là một cái trò hề Rồi để nghe ông nói chuyện Thưa quý vị tôi, tôi nghe 3 phút sau là tôi phải tắt một ông già bảy mươi mấy tuổi ăn nói lẩm ca lẩm cẩm đầu chán thì hói nói không biết ra lời tiếng anh thì không không rõ mà tiếng việt cũng không xong vậy mà đòi làm mình gọi là giáo sư tiến sĩ à vậy mà được gọi là gọi tự nhận là giáo sư tiến sĩ tôi không biết ở đâu nữa nói mà một cái bài diễn văn nhận chức lu lưu bu tờ giấy đọc đọc mà không xong tiếng việt nữa chứ đừng có nói tiếng anh nữa nhưng mà thưa các bạn nhất là các bạn trẻ Việt Nam, á, tôi nói cái này không phải là mục đích để hạ bệ cái gọi là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sau hậu cộng sản gì đó không, cũng không phải là để hạ bệ ông Trần Thanh Đằng, họ không đáng cho tôi để hạ bệ. Nhưng chỉ tôi chỉ nói là có những cái hiện tượng và bản chất hiện tượng là có những cái hiện tượng như ông Trần Thanh Đằng như là cái gọi là của Đào Minh Quân rồi gì đó là họ họ sống trong cái ảo tưởng đó, nhưng cái bản chất đó là gì? cái bản chất đó là hở một chút xíu là họ mang cái danh nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa rồi họ sống trong cái ảo tưởng đó để sao để họ phá đất nước họ phá chính họ luôn họ phá đất nước họ phá chính cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa luôn Việt Nam Cộng Hòa gì mà tệ dễ sợ luôn bệnh hoạn thế à rồi tôi muốn nói lên thêm cái điểm thứ hai đó là cái chuyện họ phá đất nước rồi điểm thứ hai là họ coi cái chuyện của đất nước á, là một cái trò dịu thôi. Họ bây giờ là về hưu không có chuyện gì làm, họ muốn có một cái thời gian đời sau cuối đời cũng là ôi tôi là tổng thống cái nè diệu. Cái người mà có lòng yêu nước á, thì yêu nước tới từng giây từng phút tới cuối đời của mình hết đời của mình để lại một cái gì đó trân quý cho hậu thế. Nhưng ngưỡng những người này không có yêu nước, nó rõ ràng nó là không có yêu nước, nó chỉ là yêu danh, yêu cái ảo vọng, yêu cái tôi. Nên biết rằng làm ba cái chuyện này là người ta không chấp nhận, nhưng vẫn cứ làm là vì sao là muốn có cái tôi. Cái tôi đó là cái sự điên loạn trong hoảng hoang tưởng. Tôi muốn nói các bạn trẻ để nhận diện cái điểm đó. Chứ còn cái hiện tượng nó không cần thiết đối với tôi Cái hiện tượng nó không có kẻ này thì có người khác Nó mọc ra như nấm Nhưng mà nó cũng nói lên cái gì thưa quý vị Các bạn trẻ là điểm thứ ba Là tại sao là nó lại ra rất là nhiều cái hiện tượng Như là Trần Thanh Đằng Như là Đào Tuột Quần Như là Lê Trọng Quát mà hở một chút xíu là họ phải nhân danh cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa Vậy thì cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa nó Cái bản chất của nó đó là không phải yêu nước nữa Mà Cái bản chất của nó là chỉ là đi Tìm danh, tìm lợi, tìm quyền, tìm lực Đấu đá bè đảng Như Ông Nguyễn, ông Trần Trọng Kim Đã viết thư cho ông Hoàng Xuân Hãng vào năm 1946, ông nhận định về những người quốc gia về cái gọi là sau này được gọi là cộng hòa thì ông mới nói rằng là chứ những người đó miệng thì nói yêu nước nhưng mà hành động thì là kéo bè kéo phái họ lăng mạ lẫn nhau họ chà đạp lẫn nhau chỉ tìm quyền tìm lợi mà thôi chả có yêu nước gì hết cho nên cái điểm thứ ba tôi mới nói đó là cái bản chất của cái gọi là thừa hưởng Việt Nam Cộng Hòa đó là thừa hưởng cái di sản của cái sự lăng mạ là do cái lòng tham sân si chúng ta phải nhận diện rất rõ. Và những người trẻ bên hải ngoài này lớn lên thì khi biết được điều đó hãy né tránh xa những cái đám gọi là tự vỗ ngực xưng tên là thủ tướng, là tổng thống là cái gì lâm thời đó tại vì đây cũng chỉ là xuất xứ từ trong cái điểm chính là tìm mưu cầu cá nhân quyền lợi vân vân danh hảo vì một chính phủ là phải có dân là phải có đất là phải có các cái bộ cái ngành mà được cả được những cái quốc gia ít nhất những quốc gia công nhận đây có cái nhúng người biết ở đâu có thể làm ở trong một cái hội trường nhỏ hoặc là trong cái phòng khách của gia đình sách đưa lên những cái hình ảnh đó rồi kính chào ngài tổng thống nghe nó bệnh lắm không nói không được không nói thì có những người nói là ồ im lặng là đồng lõa rồi không nói những người như ông Trần Thanh Đằng á, Thì có những người lại nói với tôi là ông Hoàng Duy Hùng đã nói về những người khác Tại sao lại ông Trần Thanh Đằng là không nói thì cũng không công bằng Nên cũng phải nói Tôi lột mặt nạ Trần Thanh Đằng đó tôi chưa biết ông Mà cái thứ đó mà cứ đòi đi ra làm tổng thống lâm thời bệnh Giáo sư tiến sĩ Tiếng Việt thì nói ấp A, ấp úng, đọc một cái bảng nhận chức cũng không xong không hiểu nhận chức cho đất nước hay là nhận chức cho cái tôn giáo công giáo của ông xin tuyên thệ xong rồi nhân dân cha và con và thánh thần tôi là người công giáo này mà tôi thấy bệnh quá đi nói chuyện của đất nước á thì phải nhìn luôn cả những tôn giáo bạn đất nước còn có những người cao đài còn có những người hòa hảo còn có những người phật giáo còn có những người lương giáo Chứ không phải là đất nước lên đi tuyên thệ cái đó là nhân dân cha và con và thánh thần là xong mà. Không biết một cái gì hết. Đây là những ông già. Thưa quý vị, tôi cứ nghĩ rằng những ông già này chắc không có khả năng rồi. Chắc chắn rồi. Nhưng mà giáo sư tiến sĩ thì chắc chắn là không có rồi cái Mà cái trình độ đó đó. Trình độ đó tôi nghĩ rằng là chắc những người này. Như tôi đã nói là 35 năm tôi chưa biết cái tên Trần Thanh Đằng là đủ hiểu rồi. Tôi là người hoạt động của Việt Nam là tôi cái gì mà không biết bây giờ tự nhiên lú ra một cái tên là Trần Thanh Đằng đó cái, cái mặt đó Tôi nói thì những cái nhóm người đó sẽ coi tôi là kẻ thù tôi biết cái chuyện đó Nhưng mà quan tâm được nó Tôi không, không quan tâm tôi chỉ muốn nói lên cái sự công đạo Và tôi muốn nhắc nhở những bạn trẻ Biết được cái điểm đây là những cái sự xuất phát từ do cái ảo vọng Mưu quyền mưu cầu danh lợi mà thôi Chả có yêu nước gì hết mà các bạn mà sao vô trong đó là các bạn nó giống như là uống thuốc say đó có chừng đó là đề tài ngày hôm nay tôi muốn trình bày nhắc nhở các bạn trẻ biết cái gọi là việt nam cộng hòa hậu cộng sản do cái gọi là mặt trận dân tộc tự quyết đề cử ông trần thanh đằng làm tổng thống lâm thời đặt trụ sở trên đường brookhurst của westminster california tức là cái khu bosa đó thưa quý vị gió tanh mưa máu cái khu đó là nó lòi ra những cái nhân vật rất là lạ lùng như vậy thưa quý vị tôi không thể tưởng tượng được mà tới đây bạc 45 năm rồi mà vẫn có những con người như vậy mà mới đây thôi trong tuần qua thôi đưa lên cái clip làm nhận chức tổng thống chuyện diễu đây là chuyện diễu gọi là kể chuyện một ngàn một đêm không hết được. mà không kể cũng không xong <laughs> hẹn gặp quý vị trong clip sau